đấy. Ui. Cực hot anh em ơi, Shopee Minh.com mới tăng giá vàng lên X3K1, 10k anh em nhận 31 triệu, 100k nhận 310 triệu, làm thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nha anh em. Và duy nhất những ngày sự kiện X2 thì shop mình sẽ bán với giá là X3K1 nha anh em. Và ngoài ra hiện tại shop mình mới có thêm dịch vụ vòng quay vàng. Đó, anh em chỉ mất 10k một vòng quay thì anh em có thể nhận được những phần thưởng như là vàng ngẫu nhiên, 200 triệu vàng, 300 triệu vàng và 1 tỷ vàng nha anh em. Chỉ 10k một lượt thôi, giao dịch thì hoàn toàn tự động nha anh em. Ngoài ra hiện tại shop mình đang bán thêm rất là nhiều dịch vụ cho anh em, ví dụ như link ngọc dòng online giá tốt này, accessing giá tốt và mua đồ giá rẻ theo server nha anh em. Đó, ngoài ra anh em nào cần bán hàng có thể liên hệ qua Zalo 036 440 293 nha. Cảm ơn đã xem clip của mình. Và hai chiều đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip liên quan đến MV Minh ST nha. Thì anh em ạ, vừa lấy mình đang đi học về, thấy là thấy khá là nhiều anh em inbox cho mình bảo là đang có cái sự kiện 20 tháng 11. Wow, mình khá là háo hức. Và bây giờ mình sẽ vào trên diễn đàn để xem thử xem cái sự kiện này nó có những cái gì hot nha anh em. Ok, và đây là cái trang chủ của Game Học Rồng nha. Mình sẽ bấm vào sự kiện 20 tháng 11. Thì mình cũng có đọc sơ qua rồi. Đó, thì thấy bảo là có nội dung này xuất hiện những đóa hoa ngẫu nhiên ở khắp nơi này, vân vân và mây mây. Nhưng mà trong cái quá trình đọc ấy thì mình thấy là trong cái thời gian diễn ra sự kiện nạp thẻ ấy thì kiểu cứ nạp vào đây thì sẽ được nạp ngọc vào ấy, thì anh em sẽ được điểm, sau đó anh em sẽ được đổi thưởng. Đó, đổi thưởng thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là mình nạp thử xong rồi mình đổi thưởng xem nó ra cái gì nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ gọi là qua bên từ để mình thử xem, check thử xem nào. Check thử xem có những phần quà gì nhỉ. Thấy anh em bảo là đổi được hình như có cái món gì vĩnh viễn mà đúng không. Đây, chúng ta sẽ bấm vào đâu nhỉ, quy não mà. Đây, đấy, đổi điểm sự kiện nha anh em. Thì theo mình biết là ví dụ anh em nạp 10.000 vào thì anh em được 11 ngọc thì nó sẽ được 11 điểm. Thì nó tính theo cái số ngọc mà anh em nhận được thì nó tương ứng bằng với số điểm mà được nha. Ok, thì mình thấy có một cái cải trang sói này. Cải trang này vĩnh viễn nha anh em. Đó, Linh Vy Minh ST thì cũng có mỗi cái cải trang này tăng sức đánh thôi, còn lại thì đại tử làm gì đã có đâu đúng không. Ok, và chúng ta sẽ có thêm chổi phù thủy này. Chổi này mình thấy khá là đẹp đấy đúng không. Còn cái này thì nó đeo ở người, nó thay cho một cái gọi là, nó thay cho cái lưỡi, à nó thay cho cái PT kìa. Đó, và bây giờ mình sẽ đâu, mình sẽ qua siêu thị để mình có thể là lạp một cái thẻ vào xem đổi được cái gì ngon không, đúng không? Ok, anh em đợi mình xíu để mình mua thẻ nhá. Ok anh em ơi, mình đã mua thẻ thành công rồi anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ bấm lạp thẻ nha anh em. Đây, thì mình mua gift code dạo này mình thấy khá là rẻ, chỉ có giá là 395k thôi. Nhưng mà đấy là theo giá của giá ví điện tử nha anh em. Đó, giá ví điện tử mới được như thế. Còn tính là nếu mà làm bằng thẻ điện thoại và ví điện tử thì nó chiết khấu khá là cao anh em ạ. 100k thì nhận được cùng lắm được hơn 70k một xíu thì nó thì cũng thế anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ nạp gift code nha. Đây, mình đã copy rồi. Đây, đây dòng gift code nha. Anh em nào nhanh tay nhập được nha. Ok, mình sẽ bấm. Ok này. Bụp. Ok, và hiện tại mình đã nạp thành công 500k thẻ cà rốt vào, mình được hơn 1.000 ngọc, 1.423 ngọc thì phải. Ok, giờ mình sẽ qua lại đảo Kame nha anh em, để chúng ta có thể là mua nhanh cái, à mà đây không phải là mua mà chúng ta sẽ đổi thưởng luôn. Ok, chúng ta sẽ có, à trước khi mà đấy, à đây, đổi luôn đi, đổi điểm sự kiện này. Ok, mình có 1.400 bao nhiêu rồi nhá. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều cải trang này khá là đẹp anh em ạ. Cải trang Dracula rơi này, cải trang nhìn đẹp lắm. Bí ngô này, cái này thì được 30 ngày thôi. Còn cái trang mà hôm mình đi sự kiện ấy thì được khoảng là 90 ngày. Ok, giờ mình sẽ mua cả trang sói nha. Nhận. Rồi, đổ 1.000 luôn. Ok, rồi, hiện tại mình đã có cả trang của con sói này rồi. Để nhìn không biết là có đẹp không. Đây, mình sẽ tích hợp lại ra. Chúng ta sẽ xem chỉ số nào. Số là ra, à cơ hội ra đòn cộng 10% sát thương lửa khi cận chiến quái, có nghĩa là cứ PM 9 lần thì nó sẽ ra lửa một lần, nó kiểu như vậy. Nhìn đi là cái dáng đi nhìn khá là đẹp đấy đúng không? Nhìn cũng ảo diệu đấy. Ok, sẽ cho đệ tử về đi. Mình sẽ test thử xem nào.
Nào. Oh, đây nhìn này, cơ bắp các thứ này, lông các thứ nhìn đẹp phết. Ok. Đấy. Ấy, anh nhìn chưa? Đấy, skill nó lửa từ trên trời rơi xuống, nó đấm một phát, nó bóp phát, nhìn khá là hay anh em ơi. Đó, và bây giờ chúng ta còn cái điểm sự kiện này. Khắm thật, mình đang loay hoay giữa cánh rơi này, chổi phù thủy này, với lại cái trang này thì mình nghĩ là không cần đâu. Nó không cần, mình không cần anh em ạ. Cái trang này thì cũng tăng HP với ki đấy, khá là ngon. Chúng ta sẽ có thêm cái cải trang lợi hái này. Lợi hái là 10% khi đánh quái này, cái này thì chí mạng 2%, cái này sẽ hạn sử dụng 30 ngày. Cái nào đẹp hơn anh em? Nếu mà cho cái cánh và cái con rơi này nhìn không biết nó có đẹp không nhỉ? Cánh rơi này nó đeo như thế nào ta? Khá là phân vân anh em ơi. Wow, không biết nên mua gì đây. Ui. Ok. À, bây giờ chúng ta sẽ đây, ok, mình nghĩ quyết định rồi, mình sẽ mua cái chổi phù thủy nha. À, thôi, mua chổi phù thủy nhìn nó xì đá lắm. Đây, mình sẽ mua cánh rơi đi. Cánh rơi nó sẽ thay cho cái chó kia. Cái nào đây? Thôi chổi phù thủy đi, tại vì mình cũng đang có ý định lưng PT rồi, cho nên hai cái này mình không cần thiết, mình sẽ lưng cái chổi phù thủy nha. Ok luôn. Rồi, mình đã mua chổi phù thủy thành công rồi em ơi. À, trước khi mà bây giờ chúng ta sẽ phải về nhà cất cái ván bay đi thì chúng ta mới được cái đấy. Đấy, nếu mà bây giờ mình làm khoảng 100.000 nữa, 100.000 vào nữa thì mình sẽ được thêm một chút điểm nữa. À, chúng ta vẫn có thể đổi được. Đây mình sẽ cắt ván bay đi, cất đi. Đấy, ván bay X2 luôn này. Rồi. Đấy, chồng thủy ấy nhìn đẹp vãi. Được, nhìn đẹp anh em ơi. Đẹp vãi lồi. Đẹp thực sự anh em ơi. Wow. Mình thấy rất là đẹp luôn, chụp cái thumbnail luôn. Ok, nhìn đẹp thực sự anh em ạ. Được, làm 500k vào đúng đáng đồng tiền bát gạo anh em ơi. Nhìn đẹp thực sự luôn ý. Anh em nhìn đẹp không? Đấy, đẹp vãi. Oh. Ok luôn. Giờ chúng ta sẽ... Ôi, có hoa hồng luôn này. Ôi. Hoa hồng này mình không nhặt được, tại vì hai niên này đang pem mà, đúng không? Ok, rồi. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ có khá nhiều thanh niên nhắn với mình. Ok luôn. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã nhắn với mình. Đó, thì clip này của mình nó chỉ có vậy thôi anh em ơi. À đúng rồi, chúng ta sẽ qua thử bên đảo Kame xem sao. Để xem thử xem mấy cái cải trang mới có cái gì nhỉ. Mia toàn đi lạp rồi xong rồi. Xong rồi méo để ý đến cái ở trong cái đấy nhỉ, cái này nhỉ. Đây, chúng ta sẽ có cái này. Ok, có cải trang rách chun này. Rách chun, wow. Wow, cải trang này khá là ngon nha. Này, X4 sức đánh đòn trưởng cơ bản mỗi phút này anh em ơi. Có nghĩa là một phút thì anh em sẽ pem bắn Kame sẽ được X4 lên. Cải trang này thì được X3 thôi, nhưng mà nó được cộng cho tiềm năng đệ tử nhá. Ô, sao hai cải trang này sao nó chênh lệch nhau nhiều vậy? Đây sức đánh nhá. Sức đánh. Ô, cái này yếu hơn mà, đúng không? Cái này được hẳn X4 với lại tiềm năng các thứ là tăng khá là nhiều này. Hay ta? Hay mình quất luôn cải trang nhỉ? Thôi chắc để clip sau đi. Rồi, và chắc clip mình sẽ tạm dừng đây nha. Anh em xem clip của mình, nếu mà thấy hay đừng tiếc một like, một đăng ký vào kênh mình nha. À đúng rồi anh em ơi, hiện tại cái show streaming của mình ý, đây cuối clip luôn nhá. Show streaming của mình mới cho ra hai cái danh mục, chính là vòng quay vàng nhá. Anh em chỉ mất 10k một lượt thôi. Đó, thì sẽ có không, anh em quay ý, sẽ không bao giờ có cái mục mà chúc bạn may mắn lần sau nhá. Đó, và anh em có những cái cơ hội như là nhận được vàng ngẫu nhiên, 200 triệu vàng, 300 triệu vàng và 1 tỷ vàng nhá. Rất là nhiều các danh mục cho anh em luôn. Đó, quay chỉ mất 10k một lượt thôi. Còn nhiều shop thì có thể lên tới 20k, 50k, tùy theo người ta thôi. Đó, ngoài ra thì shop mình mới có thêm dịch vụ mua đồ giá rẻ theo server nhá. Rất là nhiều đồ cho anh em úp sự kiện luôn. Đó, thì đấy, còn thêm rất là nhiều danh mục hay. Đó, em cứ lên shop mình và tham khảo nhá. Cảm ơn đã xem clip của mình. Bye bye anh em. Bye bye.